Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người. Đối tượng Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Và đối tượng Châu Nai, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Trung An, xã Lê Chỉ, huyện Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Công an huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Lê Quốc Khánh sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại tổ 13, ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và đối tượng Nguyễn Anh Hào sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù trung thân, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện